Xin chào tất cả mọi người, em là Phạm Chí ha, đến từ Đồ Xưa Tuyển Chọn Và Dấp. Hôm nay lên tiếp một chiếc đồng hồ treo tường cho anh em mình tham khảo ha. Thì như trước mặt anh em thấy á, đây là một chiếc đồng hồ đẹp không anh em? Đó, trước mặt anh em rất 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 là đẹp anh em ha. Đó, và anh em thấy thì nó na ná cái con này anh em, nhìn nó giống hai anh em. Nhưng mà cái con này thì cái form dáng của nó thì nó sẽ to hơn cái con này chút xíu, nhỉnh hơn chút xíu anh em. Đó, còn lại là nó giống nhau hoàn toàn anh em ha. Đó, giống nhau hoàn toàn. Và những cái thiết kế mà thùng nu đuôi chuột này anh em thì thật sự mà nói nó cực kỳ sang trọng và rất là đẹp anh em. Đó, nhìn nó ở ngoài anh em nhìn thấy nó rất là đẹp anh em, một cái vẻ đẹp nó rất là mỹ miều ha. Đó. Rồi anh em mình cùng với em đi soi xem cái chiếc đồng hồ thùng nu đuôi chuột này nó như thế nào anh em. Trước tiên cũng như mọi khi em xin báo về thương hiệu, cấu hình cũng như là kích thước của em nó. Con này thì đến từ nhà Sunhan anh em. Đó, Sunhan. Thì cái này GB anh em, thì cái này nó qua đời Sunhan này ha. Đó, Sunhan. Sunhan hai mũi tên anh em ha. Đó, nó là một cái gì đó nó quá là nổi tiếng anh em. Đó, G hai mũi tên anh em ha. G hai mũi tên. Cái con này anh em thường á, anh em trong giới họ hay gọi nó là con G hai mũi tên thùng nu đuôi chuột kính rào chín mảnh anh em ha. Đó, và nó cũng khá là nổi tiếng nha anh em. Đó, cấu hình của nó là 8 gông 8 búa, chơi một bản Westminster truyền thống điểm chuông 15 phút chạy tuần anh em. Mỗi chiếc đồng hồ nó đều có cái mã số ha. Con này nó mang cái mã của nó là 3L0444 anh em ha. 3L03 số 4. Kích thước chiều cao tổng thể của nó là 85, chiều ngang của nó là 34, chiều sâu của nó là 19 cm anh em. Đường kính mặt số của nó là 18 cm anh em ha. Giá thì đương nhiên nó phải trên 10 triệu rồi anh em ha, trên 10 triệu. Đó. Nó bao gồm gì anh em? Nó bao gồm cả bảo hành máy lên đến 5 năm nha anh em, giấy trắng mực đen nha. Đó, bảo hành máy lên đến 5 năm toàn quốc nha anh em. Đó. Cái vấn đề bảo hành này là cực kỳ quan trọng trong việc chơi đồng hồ anh em lưu ý nha. Đó. Và những cái mức giá mà em đưa ra nó đã bao gồm phí lắp đặt anh em ha, phí lắp đặt ở khu vực Sài Gòn, em sẽ giao lắp khu vực Sài Gòn. Đó, anh em nào ở khu vực Sài Gòn là bên em sẽ giao lắp tận nơi ha. Còn anh em nào ở xa là phi ship sắm 3 tỉnh thành nha anh em, phi ship sắm 3 tỉnh thành. À, đẹp lắm anh em ơi. À, anh em thấy không ạ? À? Thay vì á thì cái này anh em nó sẽ là một miếng ghép lớn anh em ha. Một miếng ghép lớn thì cái con này nó sẽ là chạy chỉ nè. Đó, anh em coi những cái bộ vỏ nù cực kỳ đỉnh anh em. Nó như một cái tác phẩm nghệ thuật anh em, đẹp lắm anh em ơi. Anh em thấy đây là cái mão đồng ở trên của nó. Đó, tất cả đều là đồng đúc anh em ha. Và cái mão này thì nó bự hơn cái mão con kia nè. Đó, bự hơn ha. À, còn hai cái quai văn này á, thì nó sẽ tương đồng với nhau nè, tương đồng với nhau. À, tương đồng với nhau đẹp không anh em, tất cả đều là đồng đúc hết, đồng đúc hết. À, rồi phần trên anh em nó sạch sẽ không nè. À, chơi với em thì anh em biết rồi ha, nó phải tương tất sạch sẽ hết mọi thứ. À, rất đẹp anh em. Rồi đây là cái phần chỉ ở bên trái này nè, anh em thấy nó ốp. À, ốp nù. À, em nào chơi hay nù là đúng bài luôn ha. À, làm gì làm thì gỗ nù nó vẫn là một cái vân gỗ gọi là ai cũng thích anh em ha. À, ai cũng thích chơi nù hết. À, rồi đây nè, nhìn cái mặt nù của nó. À, em thấy đẹp không? À, đẹp không nè, vân nó nổi. Và đây là vân thiệt anh em ha, thùng zin nha. Anh em để ý nè, đó những cái chi tiết nó ghép nhỏ nhỏ vân gỗ đây nè anh em thấy, đó trên cái mặt số, đó, chứ không phải là nu dễ 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 mày bạ dán mày bạ lên đâu nha anh em, thùng zin nha, thùng zin, đó, anh em thấy mặt nu, đó mặt nu rất đẹp luôn anh em ha, đó. Mê mẩn, những cái con này nó cũng làm cho em mê mẩn luôn nè. À, anh như anh em chơi anh em biết em thích những cái dòng như thế này lắm nên khi mà anh em mình bỏ vô nhà cho anh em mình treo lên nó sang trọng cực kỳ luôn, rất sang trọng anh em. Rồi anh em thấy đây cái chi tiết của nó chạy ở vân. À, đây cái vân này thì ở bên đây thì nó là hai sọc anh em ha. Đó. Rồi đây là ở bên phải nè,
bên phải. Rồi. Rồi, xì hay thiết kế này, giống kiểu mấy con mặt cười. Rồi, rất đẹp nha mà. Đây này. Sống bên này. Rồi anh em thấy cái bộ kiến rào chín mảnh nó rất đẹp không anh em. Đó, chín miếng kiến ghép lại nhau anh em ha. Đó, kiến zin nha, kiến rào zin nha. Chín miếng ghép lại nhau. Đó, anh em thấy những cái hoa văn họ ghép. Ghép phần gỗ. Đó, ghép. Đó, anh em nào mà chơi hệ nu không thể nào bỏ qua những con đồng hồ như thế này anh em ha. Đó, nó sẽ đồng bộ với lại cái những cái khối nu mà anh em mình đang chơi ha. Đó, rất đẹp. Rồi ở đây là cái phần hông ở bên trái này nè, nu đu chi chích này nè. Đẹp hồ anh em. Anh em nhìn cái con hồ này á, anh em mình nhìn, anh em mình để, anh em mình nhìn bên cái góc độ nào á, anh em mình nhìn bên đây qua cũng được, bên kia qua, nhìn lại trước cũng được, nó đều đẹp hết anh em ha. Nó đều đẹp hết. Đó, anh em thấy cái vỏ nu của nó rất đã nè. À, anh em lưu ý đây là thùng zin nha, thùng zin nha. Đó, tất cả đều là nguyên bản hết nha anh em. Rồi đây là cái đùi chuột của nó dưới đây nè. Đó, đùi chuột của nó dưới. Đó, đùi chuột của nó dưới. Anh em thấy nó cũng ốp nù rồi anh em. Đó, ốp nù. Rất đẹp anh em. Rồi cái đùi này nè, nó đùi đồng y chang nhau hết nè em ha, y chang nhau hết. Đó, y chang nhau hết. Rồi, anh em mình đi sôi ở phần bên trong đi. À, đây nè em, bản lề ròn ngoài chân kiến, đương nhiên nó phải là kiến mò anh em ha, kiến mò. Rồi miếng kiến gào chín mảnh này nè em. À, sạch sẽ hơn em, tươm tất hơn em. Chơi vậy nó mới đã anh em ha. À, rồi tới cái phần mặt số anh em. À, mặt số. À, logo hai mũi tên anh em ha. À, Xuân Hàn logo hai mũi tên. Đó, đây đó, anh em coi mặt số trò anh em, đặc trưng của Xuân Hàn anh em ha. Đó, như anh em biết rồi, chơi á thì kiếm được cái mặt số zin á mà nó còn đẹp được như vậy đó anh em, thì cái mặt này gọi là 10 điểm anh em ha, mặt số này gọi là 10 điểm nha. Mặc dù là anh em thấy nó sẽ có những cái vết tích thời gian anh em thấy mà, những vết tích thời gian nè. Đó, chữ nghĩa là chưa phai chữ nào anh em ha, những vết tích thời gian. Mà nó còn được như vậy anh em thì cái mặt này gọi là 10 điểm nha anh em, 10 điểm. Cặp kim Xuân Hàn đặc trưng anh em ha. Đó. Con mặt chó quá trời quá đất anh em. À, nước bành xi còn nguyên ha. Rồi tiếp. Rồi, ốc cầu anh em. À, ốc cầu. Ốc cầu. À, hai cặp ốc, ốc hai con ốc cầu mái anh em ha. Ốc chân mái, ốc cầu mái. Đó. Này là để anh em mình khóa chuông anh em, ở đây là khóa điểm giờ ha, bên đây là khóa điểm nhạc. Ở đây nó có móc, anh em móc vô đây là khóa, anh em móc vô đây là khóa anh em ha. Rồi còn cái này là chỗ anh em mình máng qua lắc vô nha, đây cái này siết vô cái lỗ ốc đó đó, đó tung tất nha anh em ha, đầy đủ. Rồi đó, ốc khóa gồng. Rồi qua lắc này anh em, đó qua lắc zin nha, nước mạ zin. Là zin Xuân Hàn này mà. Đó, chạy tiền. Đồng bộ với lại cái bành này mà. Đó, rất đẹp nè. Rồi cái hậu trồng. Đó, đẹp hơn anh em. Sạch sẽ hơn anh em. Tôm tắt hơn anh em. Chân tường cực kỳ quan trọng anh em ha. Chân tường. Cặp chân tường cực kỳ quan trọng. Đó. Logo Xuân Hàn anh em. Đó, logo Xuân Hàn. Đẹp hơn anh em. Đó, đồng bộ anh em ha. Sạch sẽ. Đó, tất cả chi tiết. Đó, chìa khóa Xuân Hàn zin đặc trưng anh em ha. Chìa zin Xuân Hàn. Rồi. Đó, chơi với em là vậy anh em. Từng ly từng tí sôi hết cho anh em mình xem anh em ha. Đó, người mua cũng vui mà người bán cũng vui anh em, không có gì mập mờ hết. Rồi cụ ông Hoa Thị đặc trưng anh em ha. Rồi mời anh em xem chi tiết phần ngoài.
anh em xem chi tiết phần máy anh em thấy sao ạ? Một chiếc máy đặc trưng của dòng Sunhan anh em. Đó, chiếc máy rất là bén anh em ha, rất là nhìn gọn, rất là ok anh em. Và chiếc máy đã được bảo dưỡng kỹ trước khi giao lưu, đó là quy trình bắt buộc bên em ha. Đó cũng là một sự khác biệt nha anh em. Bảo dưỡng là nó sẽ khác hẳn với việc lau dầu nha anh em, lau dầu vệ sinh nha. Đó, lau dầu vệ sinh là giống như kiểu anh em mình đi xe nó dơ quá rồi lâu lâu vệ sinh sạch cho sạch thôi. Còn can thiệp bảo dưỡng anh em biết tại sao không? Tại vì những cái con hàng này á, là nó đem từ bên nước ngoài đem về anh em, nó là nước một ở thị trường Việt Nam anh em ha. Đó là kêu hàng nước một ở thị trường Việt Nam thì nó sử dụng bên nước ngoài mấy chục năm rồi anh em, đem về tới Việt Nam chắc chắn không có máy nào mà nó còn chạy được hết á. Hoặc là nó chỉ chạy theo kiểu xịt đuổi thôi, mình phải kiểm tra bảo dưỡng hết anh em. Chiếc máy đồng hồ là không có cái chuyện mà chạy mãi mãi không hỏng nha anh em, tư tưởng nó là không có. Cơ khí chuyển động là phải có hao mòn nha, hao mòn là phải có hỏng hóc nha. Đó, anh em lưu ý nha. Và chiếc máy là được bảo hành lên đến 5 năm toàn quốc nha, đó là một sự khác biệt rất lớn nha anh em. Rồi mời anh em mình nghe âm chuông nha. Đó. À, con này là quýnh anh em biết rồi, cùi gông hoa thị. À, cùi gông hoa thị là gì anh em? Đó, nó sẽ sánh ngang với lại người ta hay so sánh nó với con Odo 36 anh em ha, quýnh cực kỳ phê. Anh em nghe chiều ăn nước tương nha, qua sáng cơm sườn nè. Anh em nghe nó ngân nga đã không anh em? Quá phê anh em à, quá trời đã luôn. Cùi gông hoa thị. Đó, tại sao mà anh em mình hay ví nó so sánh nó với lại con Odo 36 anh em thì xét về riêng về cái em cảm nhận á, thì cái bộ gông của Odo 36 anh em, cái bộ gông màu máng á, thì cái độ decibel của nó thì nó sẽ lớn hơn cái con Sunhan này một tí thôi. Nghe nó sẽ đanh hơn, đanh thép hơn cái con này chút xíu. Nhưng mà bù lại anh em thì Sunhan á, cùi gông hoa thị á, thì cái độ ngân nga của nó rất là hay anh em. Đó, Sunhan nó nổi tiếng ở những cái bộ gông mà nó ngân nga, âm nó rất là nghe rất là vừa tai anh em, nghe nó lịnh tai lắm. Đó chỉ có những cái con mà em hay nói vậy. Sunhan của gông hoa thị ha, hay đem nó ra so sánh với Odo 36. Nhưng xét về cái giá anh em thì anh em chơi những cái dòng mà Sunhan gông hoa thị á, thì nó anh em nó lại tiết kiệm cho anh em mình một số tiền anh em ha, so với Odo 36. Đó, tuy là hai con thì mỗi con thì nó có một cái vẻ đẹp, một cái âm chuông nó cũng khác nhau, nói chung là nó cũng na ná nhau, nhưng mà anh em mình chơi G thì anh em mình tiết kiệm được một khoản chi phí đó so với lại Odo 36 anh em ha. Và đặc biệt anh em thì riêng về cái thùng á, thì thôi khỏi miễn bàn em ha, tùy theo cái sở thích của mọi người ha. Và riêng những cái dòng mà thùng nu đuôi chuột này á, thì nhất là anh em mình chơi những cái nội thất nhà mà anh em mình chơi nội thất châu Âu tân cổ điển á, nhà mà có hoa lá tay nhiều á, thì đưa vô, hoặc là đồ gỗ nhiều á, thì đưa vô thì thật sự nói là nó rất tuyệt vời anh em. Đó, chất âm của nó là cũng không phải là dạng vừa anh em ha, thì hai mũi tên quá nổi tiếng. Ok anh em, với mức giá thì nó cũng lên khoanh trên 10 triệu một tí anh em ha. Anh em đã sở hữu được một con G hai mũi tên đến từ Đức với một cái chiếc thùng nu đuôi chuột cực kỳ đẹp. Nếu thứ hai anh em hãy cho em một nút đăng ký, một nút chuông kế bên để nhận thông báo em sẽ review những chiếc đồng hồ
những món đồ xưa gửi đến cho mọi người mình tham khảo. Cảm ơn mọi người đã xem clip. Hẹn mọi người vào video tiếp theo. Thân ái chào tạm biệt.